Anh em có thấy đây là một cái con Bruno rất bình thường đúng không anh em? Rồi, anh em chờ mỡ một chút xíu nhá. Ở thời điểm hiện tại tỷ lệ chính mạng đang 62% này. Ok, để mỡ farm nốt cái chiến dịu Berserker này đã anh em ạ. Rồi, sắp đủ rồi, nốt con xe này. Đây, cầm được chiến dịu 94% tỷ lệ chính mạng nhá. Ok, nó đang tụt dần, anh em biết tại sao không? Bởi vì cái nội tại đến từ cái chân máy của con Bruno nó tăng thêm tỷ lệ chính mạng. Rồi, bây giờ là 96 anh em này. Chờ một tí nhá. Rồi bây giờ mỡ đã kích mắc nội tại chân máy của Bruno. Anh em thấy 10 stack nội tại không? Và bây giờ anh em xem này. 103 tỷ lệ chí mạng, 103% anh em ạ. Và rốt cuộc nó có nghĩa là gì? Như thế này anh em ơi. Đấy, như thế này này anh em này. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Một sút 3.000 chí mạng liên tục là chí mạng Bruno, 100% chí mạng anh em ạ. Against time. Ayo, what's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Tomer. Và hòa chung không khí những cái vị tướng xạ thủ lên được cho mình đó là cái cung thần tốc cũng như là cái lưỡi hán mòn. Thì mỡ nghĩ rằng Bruno bây giờ đây là một trong những cái vị tướng xạ thủ anh em đều biết được rằng là thiên về tốc đánh, kèm theo đó là tỷ lệ chí mạng rất đau của mình đúng không anh em? Đó, nhưng mà cái con Bruno này thì không có ai chơi lên cái lưỡi hán mòn cả. Tuy nhiên cái cung thần tốc thì mỡ nghĩ rằng là có, bởi vì cung thần tốc là một trong những cái món trang bị giúp cho Bruno có được cho mình một cái tốc độ tấn công, nó giống như là một cái phiên bản mini của cái phần chấn anh em ạ. Khi mà cái cung thần tốc cho Bruno tốc độ tấn công và cho Bruno một chút đam rất là ổn ở giai đoạn đầu game, cho nên không có lý do gì mà ở trong cái trận đấu này chúng ta lại không lên cung thần tốc cho Bruno cả, cũng giống như là video clip mỡ làm cho anh em với Linh vậy. Cho nên là ở trong cái trận đấu này mỡ vẫn sẽ lên cái cung thần tốc cho Bruno anh em nhá. Nhưng dĩ nhiên là chỉ dừng ở cái cung thần tốc rồi sau đó chúng ta sẽ lên thẳng cái chiến dư Berserker, tiếp đến là cái kiếm huyết linh, sau đó sẽ là cái chiến dư Berserker vô tận chiến thương, và cuối cùng sẽ là cái gươm tuyệt vọng. Đây là set đồ mà mỡ nghĩ rằng có thể mang đến cho anh em một cái con Bruno full chí mạng anh em ạ. Nhưng ở đầu game là mỡ đang 1-2, cân cả Roger, cân cả đó là Cơ Linh level 3. Nhưng mỡ bây giờ mới level 2, mỡ có phần chấn, mỡ vừa đạp xong đó là Roger như con. Roger ngã ngửa ra, lượng máu của mỡ là thấp nhưng anh em nhìn này, mỡ vẫn đánh rất chủ động lướt lên này. Một sút vào mặt, ui, con Cơ Linh nó bắn đau nha, thôi tham thả tay rồi. Cầm cung thần tốc rồi, giật bắn này là hơi ghê nha, nhưng rất may là cái lượng sát thương đến từ Cờ Linh nó là không đủ anh em ạ, cho nên là mỡ đã lùi được về. Ok, và lát nữa thôi anh em sẽ thấy được ngay lập tức những cái hiệu ứng hiệu quả đến từ cái cung thần tốc, cái nỏ thần tốc, để mà mang đến cho anh em một cái con Bruno có thể nói là đạp rất là nhanh ở giai đoạn đầu game và có thêm đam. Anh em nên nhớ rằng là cái nỏ thần tốc nó được là một cái trang bị lên đến từ hai cái món mảnh nhỏ, đấy là cái dao găm. Mà dao găm là cộng tốc độ tấn công, anh em hiểu không ạ? Cho nên là bây giờ những cái đòn tấn công của Bruno, ngay cả khi vị tướng xạ thủ này không có cho mình đó là cái phần chấn, thì đạp vẫn rất nhanh và đạp vẫn rất đau. Bởi vì như mỡ có chia sẻ với anh em rồi, là cái sát thương nó đến từ cái những cái phát chí mạng của Bruno, mà nó còn được cộng hưởng thêm đến từ cái nỏ thần tốc, và được cộng hưởng thêm cả cái tốc đánh nữa. Nó chả khác gì một cái phần chấn mini cả anh em ơi. Và ở đây là mỡ đang thấy một tình huống gọi là có Roger. Thôi mỡ bật phần chấn lên, mỡ bắt đầu đạp cho Roger. Ôi dồi ôi, Roger nghịch dại rồi. Roger đã lăn đùng ra ngã ngửa, và đó là cái mạng thứ hai của top mỡ. Và tiện đường công tác thì đi đạp trụ luôn anh em nhá. Trụ bị mỡ lấy đi khoảng 162 cái lượng giáp tương ứng với 162 cái lượng vàng. Rồi, bây giờ với khả năng đạp hai bóng của mình thì mỡ sẽ lấy đi cho mình đó là cái trụ đường trên này. Mỡ nghĩ là sẽ lấy đi được hết cái lớp giáp ảo tương ứng với lớp vàng. Bởi vì Cờ Linh hình như anh ta đi đâu ấy, anh ta không thể lên trên. Ôi, và tiện đường công tác, mỡ lấy luôn cái trụ này luôn.
ở đây là có đó là Roger thôi, tầm này là cún rồi anh em ạ, chứ tầm này cho sói cái gì. Ui sút kìa đấy anh em thấy không ạ. Ở thời điểm hiện tại khi mà chúng ta chưa có được 100% tỷ lệ chí mạng thì những cái phát đạp của cái con Bruno này tỷ lệ ra chí mạng nó là rất cao, và Bruno cũng là một trong những vị tướng xạ thủ có cái khả năng chí mạng mạnh nhất nhì trong tựa game Mobile Legends này. Khi mà ở giai đoạn đầu game anh em nhìn kìa, mới phút thứ 3, phút thứ 4 mà cứ đạp tầm nghìn sát thủ chí mạng như thế thì bố ai mà có thể thở được hả anh em. Đạp rất đau như anh em có thể đang nhìn thấy. Ui đạp kìa, ui phê thật, Meli con chi chi thật sự luôn anh em ạ. Rồi, mỡ sẽ tiếp tục gọi là, mỡ nghĩ là trận đấu này là mỡ sẽ cố gắng đánh chậm đi một chút xíu anh em nhá. Game đấu này là một mình mỡ ăn đi được 3 mạng, tuy nhiên là team bạn họ cũng đang có được cái KDA là 5-4, tức là những cái đường khác họ đang thắng. Tuy nhiên vừa mới nói xong thì Granger ở đường giữa đã bị một tình huống có lẽ là kéo về đến từ vị trí của Ruby và mang về đó là mạng thứ 6 của team mỡ ở trong cái trận đấu này. Mỡ vẫn sẽ cặm cụi đi farm thôi, cặm cụi đi thăm ngàn cũng như là mây buổi. Và nhiệm vụ của chúng ta trong cái trận đấu này đó là sẽ mang đến cho anh em một cái con cờ linh 100% chí mạng ở giai đoạn cuối game anh em nhé. Thì chắc là ở trong tựa game Mobile Legends này anh em đều biết là có một cái vị tướng khác cũng có khả năng 100% chí mạng đến từ cái nội tại của anh ta ngay từ giai đoạn đầu game, đó chính là cái vị tướng Yisassin. Tuy nhiên cái chí mạng của Yisassin thì nó cũng không quá là lớn anh em ạ, nhưng nếu như mà anh em có thể lên được một cái set đồ như mọi người có chia sẻ ở góc dưới bên trái và anh em có thể chơi cái con Bruno này thật khéo thì Bruno sẽ là cái vị tướng tiếp theo có được 100% tỷ lệ chí mạng mà không lên đồ trôn. Anh em hiểu không ạ? Không lên đồ trôn. Cái set đồ mà mỡ đề xuất ở góc dưới bên trái cho anh em đây là một cái set đồ nó khá là bình thường với cả cái con Bruno này. Tuy nhiên là cái set đồ này nó đang thiếu một thứ, anh em biết thiếu thứ gì không? Một chút khả năng phòng ngự đến từ sát thương vật lý, đó là cái cung thần phong. Tuy nhiên là với việc ở trong cái trận đấu này mỡ đánh khá tự tin vì tầm đánh của mỡ là khá xa và mỡ nghĩ là mình sẽ chọn vị trí tốt và có cả phần chấn với khả năng hồi máu, cho nên là mỡ sẽ không cần có được cho mình đó là cái cung thần phong là cái gì cả. Xuống đường dưới một cái tình huống gặp được ở đây đó chính là cái vị tướng Roger, kèm theo đó là cái anh chàng Ranger. Sau khi hạ gục đi được Ranger thì những cái phát đạp của mỡ rất đau đã lấy đi được mạng gục của Roger và mang về đó là cái mạng thứ 8 của team mỡ trong cái trận đấu này. Trong khi đó thì ở đường trên thì Outlet anh ta đang có được một cái động thái đẩy trụ và anh ta đã đẩy được thành công. Như vậy là một tình huống gọi là đổi trụ đường dưới, lấy trụ đường trên đến từ vị trí của team mỡ. Tuy nhiên là team mỡ lời chắc bởi vì trước khi mà ăn trụ thì team mỡ cũng đã có được hai mạng gục đến từ vị trí của Roger cũng như là Granger rồi. Ở đường giữa mỡ sẽ lướt ra một sút vào mặt của đó là cái vị tướng Valier, nhưng Valier này có khả năng khống chế rất khó chịu. Ui Valier nó cầm cái vòng có hồn trước anh em ạ, chúng ta có thể nhìn thấy hiệu ứng giảm khả năng hồi máu đến từ cái con bài Bruno trong tay của mỡ nó đang khó chịu đến là như thế nào. Valier này trông thấy là biết chơi đấy, nhưng team của mỡ thời điểm hiện tại nó đang dẫn trước so với team bạn là rất nhiều với việc là lấy đi được cho mình đó là hai cái trụ đường trên dưới. Và bên cạnh đó là mỡ cầm Bruno đang rất xanh với level 8, có được 4 mạng hạ gục anh em ạ. Trận đấu này team mỡ cũng có khá là nhiều những cái bảo hiểm, những cái an toàn về giai đoạn late game kiểu như là Cyclops này. Ở giai đoạn giữa game vẫn đang đánh được đó chính là cặp đôi Dairot rồi thì Kimmy, thêm vào đó là Ruby vẫn chơi được anh em ạ. Nhưng mà có vẻ như là team bạn nhiều late hơn với Aulus, với cái vị tướng Roger, đấy, với Kling trông nhìn có vẻ là khủng bố phết anh em ạ. Đấy, Kling đang được bắn và thậm chí nó có cả Ranger một đạp. Ui anh em thấy cái phát đạp vừa xong mỡ đạp âu yếm vào vị trí của đó là cái anh chàng Ranger không? Ranger lên bảng điểm số sau đó, à đâu, đó là Ranger đã phải lùi về, còn mỡ đã có được một tình huống hạ cũng đi được cái vị tướng Curling lên bảng điểm số mạng thứ 5 đi từ vị trí của tốt mỡ. Nhưng cái việc có được cái mạng này vẫn nó vẫn nằm trong cái hành trình của mỡ thôi, bởi vì mục đích của mỡ trong cái trận đấu này là gì? Đó là lên một cái set đồ 100% tỷ lệ chí mạng, anh có thể nhìn thấy. Nhưng ở thời điểm hiện tại khi mà mỡ đã cầm được cái kiếm huyết linh rồi thì những cái phát đạp của Bruno bây giờ là đã chí mạng rất nhiều rồi, anh em nhìn này, anh em thấy không? Gần như là phát nào cũng chí mạng luôn, gần như là phát đạp nào cũng đã có chí mạng và gần như là chí mạng 100% luôn, chứ đừng có phải nói là lên đến con số 100%. Tuy nhiên là chẳng qua là mỡ muốn đẩy lên cái con số 100% cho nó đẹp mà thôi anh em ạ. Chứ bây giờ những cái phát đạp của Bruno hầu như là đến gọi là 70-80% là có tỷ lệ chí mạng rồi. Và nói là 70-80% cho anh em cứ tưởng tượng nãy mỡ đạp khoảng độ tầm 7-8 phát thì cả 7-8 phát đều đã chí mạng rồi. Nhìn nó rất là mạn nhãn và nó rất là ok la. Úi dồi ôi, cái con Bruno này mà nó full chí mạng thì nói thật với anh em là team bạn chắc cũng chỉ chịu được từ 1 đến 2 đạp về late game, chứ cũng chẳng chịu được hơn. Bởi vì Bruno đang là một trong những vị tướng xạ thủ chí mạng mạnh nhất ở trong cái game này mà anh em, bên cạnh Leslie đồ các thứ các kiểu. Ok, rồi để xem gọi là team bạn sẽ đánh như thế nào ở trong những giờ phút còn lại đây. Một đạp này anh em nhìn này. Đấy, úi dồi ôi, mỡ đạp hai cái chí mạng thôi mà Roger team bạn nó đã tiền đình rồi. Cái phát đạp trước đó xen giữa hai cái lần chí mạng nó và chí mạng nó thì chắc là Roger đã bay màu, không có nói nhiều anh em ạ. Đó, vì lý do đó cho nên là mỡ không muốn có thêm một cái sự sai số nào
đến cái khả năng không chí mạng nữa, mở xem max chí mạng của mình anh em nhé. Và đây là có, đó là cái vị tướng Aulus. Ui Aulus kìa, Aulus bật phần chấn mỡ cũng bật, và như vậy là mỡ shut down đi được Aulus. Anh chàng Aulus team bạn đánh cũng khá là hay ho. Anh ta có được một cái tình huống hạ ba mạng mà chưa là phải lên bàn điểm số một lần nào cả, nhưng anh ta hơi đen khi gặp tố mỡ với việc mỡ cầm Bruno, cầm phần chấn thì rõ ràng solo kill 1v1 mỡ phải ăn cái con Aulus chứ, làm gì có chuyện rồi mỡ phải thua nó, đúng không anh em? Rồi có được cho mình đó là cái mạng thứ 6 rồi, và hành trình của mỡ bây giờ vẫn đang lên cái món đồ cuối cùng để mà có được cái tỷ lệ 100% chí mạng. Bây giờ đạp đã là gần full chí mạng rồi, đạp rất đau, level mỡ bằng với level của người chơi đi rừng luôn. Tiếp tục là đạp anh em này, đấy chí mạng kìa. Có những cái phát nó vẫn có từ 1 đến 2 phát nó không có chí mạng, nhưng hầu hết đa phần là chí mạng anh em ạ. Đấy ui dồi ôi, nhìn đạp thích nhở, nhìn đạp rất thích luôn anh em ạ, đạp cực kỳ mê ly con chi và rất là phê phê và tê tê. Ở đây là có Aulus, có cả Verlier, một sút vào mặt của đó là cái vị tướng Curling, nhưng anh ta đã lùi về mất rồi, không thể nào truy kích được vào vị trí của Curling ở trong cái tình huống vừa xong, cho nên là thôi tầm này là bỏ anh em nhá, tầm này là về ăn đi cho mình đó là cái phần rừng bên phía của team bạn. Chết chết mợ rồi, mợ quên mất là cái con Kimi nó không có bùa tím, mợ lại quên mất, mợ lại không không mỡ lại quên mất, mỡ lại không nhường nó rồi anh em ạ. Lỗi mỡ. Rồi không sao anh em ạ, mỡ cầm bùa thì về cơ bản cũng được. Ở đây là team bạn đang đi vào bụi anh em nhìn này, có đó là cái vị tướng. Ui dồi ôi, Curling nhìn mỡ là tiền đình, nhìn là 10.000 anh em ạ. Tiếp đến là Verlier không chịu nổi, Verlier lên bảng điểm số. Sau đó là cái vị tướng Roger. Tiếp đến là ở đây là Aulus, double kill dành cho tốp mỡ, và trước đó cũng là double kill dành cho Kimi. Nhưng ở thời điểm hiện tại, ôi cái con Bruno này mà nó bật phần trần lên thì nói thật với anh em là cái khả năng sốc đam của nó không khác gì carry luôn. Khi mà rõ ràng những cái phát đạp của cái con Bruno bây giờ nó đã nhanh, nó đã xa, nó gọi lại còn đạp đau. Đấy, anh em có thể nhìn thấy đúng không ạ? Bây giờ là mỡ đang có 62% tỷ lệ chí mạng. Ăn xong cái con xe này là mỡ sẽ có chiến dự Berserker đẩy tỷ lệ chí mạng lên 94%. Đấy, nó sẽ tụt dần bởi vì là cái nội tại đến từ chân máy của cái con Bruno này nó tích lũy cái stack cộng dồn để mà tăng cái tỷ lệ chí mạng của con Bruno lên. Đấy, anh em thấy không ạ? Bây giờ là cái nội tại chân máy của mỡ phải có mỗi 4 thôi. Anh em có thể nhìn thấy cái nội tại ở góc dưới bên trái của cái minimap kia kìa. Đấy, nó đang 2 stack chí mạng kìa. Anh em thấy không? Đấy, anh em thấy là càng chí mạng nhiều thì cái stack đến từ cái nội tại nó càng stack lên nhiều. Anh em ạ, đạp lót để cho anh em xem nha. Này anh em nhìn này, đấy 7 cái nội tại, 8 nội tại kìa, 9 cái nội tại kìa, 10 cái nội tại chân máy rồi. Đấy, và khi mà có được 10 nội tại chân máy nhá là mỡ ra đạp con lính trong rừng cho anh em xem này. Đấy, bật tỷ lệ chí mạng cho anh em xem này, 103% tỷ lệ chí mạng luôn. Tức là chắc chắn mỗi phát đạp của Bruno đều có tỷ lệ chí mạng hết anh em ạ, chứ không có gọi là hên xui luôn. Và với một cái con Bruno nó mạnh mẽ là như thế này mà nó đạp cho, ui dồi ôi, nó đạp kìa, đạp sơ bình thường nhẹ nhàng âu yếm thì là 1.400 tỷ lệ chí mạng, có lúc nào thì vui khỏe đạp lên được gần 2.000-3.000 đấy. Ui rồi ôi đạp cho kìa, mỗi tội mỗi không ăn được mạng anh em ạ. Ui rồi ôi Verlier kìa, thôi tầm này chơi bời cái gì nữa ạ. Verlier tầm này là cũng chịu một tình huống gọi là sát thương dồn vào rất mạnh đến từ ấy một phần trận lên anh em nhá, 1-2-3 Ui rồi ôi đúng 3 đạp là Aulus lên bảng đếm số. Aulus tưởng mỡ dễ ăn, Aulus thấy mỡ ít máu, anh ta định ra kick skill 2 là mỡ chết rồi. Nhưng rất may mắn là mỡ có phần chấn tầm đánh của mỡ xa, và thế là Aulus đi bụi mang về mạng thứ 9 của cá nhân mỡ trong cái trận đấu này. Cái trận đấu này thì như anh em có thể đang nhìn thấy đúng không ạ, mỡ đã thỏa mãn rồi. Nhưng mà mỡ vẫn đang muốn có được một cái tình huống gọi là có thể có được nhiều mạng hùng hơn khi mà chúng ta cầm một cái con Bruno full 100% tỷ lệ chí mạng là như thế này. Và dĩ nhiên là đang cầm cái cung thần tốc, anh em thấy không ạ, tốc độ tấn công của Bruno cứ phải gọi là phê luôn rồi. Và đam ở đây kìa, ui dồi ôi nhìn chí mạng kìa, thề với game luôn. Tại sao mà không khám phá ra được cái con Bruno này nó sớm hơn anh em nhỉ? Chính ra khám phá được cái con Bruno này sớm hơn thì chắc là cái video clip này nó sẽ được mang đến cho anh em là sớm hơn rồi. Ở đường giữa là có Aulus, Verlier, kèm theo đó là Granger và Curling. Ok, để mở xem nào. Team bạn đứng ở trong nhà như thế này thì đánh tụi nó kiểu gì? Có đứa nào đi ngang qua đây cho mỡ đạp thử một cái không ạ? Mỡ đạp thử, mỡ âu yếm thử một cái thôi. À đây có Verlier này, một sút, ui dồi ôi, một sút không nói nhiều, Verlier lên bảng điểm số. Ê, có khi nào mình vào mình đạp mỗi đứa một sút anh em nhỉ? Thử nhá, lướt vào này, một sút, ui dồi, hai sút, ba sút, ui dồi ôi, anh em ơi, nghịch dại rồi. Team bạn toàn cái ông đánh xạ thủ gây game mạng cho nên sát thương vật lý nhồi vào là nhiều quá. Cái tình huống vừa sau mà chúng ta có phần chấn chắc là may ra chúng ta may ra ăn được anh em ạ, nhưng mà không có phần chấn cho nên là cũng không thể nào hạ đi được các thành viên bên phía của team bạn. Rồi và đây này, một sút, ui rồi tiếp tục này, ui rồi hai sút, mỗi sút 3.000 đam,
Ui dồi ôi, toàn chí mạng thôi anh em ơi. Và bây giờ thì team bạn là chính thức gọi là tiền đình rồi. Họ tầm này là bó tay trước một cái con Bruno full 100% tỷ lệ chí mạng. Quá kinh khủng anh em ạ. Không biết rằng là anh em đã trải nghiệm cái con Bruno như thế này chưa? Đấy, vẫn để sách lên đồ, vẫn để bảng ngọc cho anh em đấy. Anh em nào mà muốn trải nghiệm cái con Bruno giống như Tô Mỡ thì hãy vào game để mà chơi thử đi anh em nhá. Còn bây giờ thì thôi, end game rồi, một trận đấu đủ dài để cho anh em tận hưởng. Nếu anh em thấy video clip này thú vị thì đừng quên để lại cho Mỡ một like và ký kênh nha. Peace.